Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Mỗi tuần một chuyện của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, nhiều tháng qua, việc di rời một trang trại ở xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong kéo dài một cách không bình thường, khiến người dân bức xúc và dư luận quan tâm. Truyền thông của địa phương cũng đã và đang vào cuộc để phản ánh khách quan sự việc. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi sau đây. Trang trại của ông Lê Văn Hương nằm ở cuối làng, giáp với bãi cát trồng rừng phòng hộ của dự án PAM trước đây thuộc thôn Linh An, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong. Vốn là cơ sở nuôi vịt gần 20 năm nay, ở địa phương được cấp phép hoạt động hẳn hoi. Cơ ngơi này là công sức, vốn liếng và tâm huyết của cả gia đình ba thế hệ với 4 lao động mưu sinh từ rất nhiều năm nay. Theo lời kêu gọi và định hướng của nhà nước trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế hộ gia đình, trong đó có hình thức trang trại, gia trại, thì đây là một mô hình có hiệu quả của những người dân mong muốn làm ăn lương thiện và yên ổn dài lâu. Những gia đình chí thú làm ăn như vậy cần được nhà nước, nhất là chính quyền cơ sở ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để họ có thể vươn lên trong cuộc sống. Nhưng thời gian gần đây, mọi chuyện đã không xuôi chèo, mát mái. Lý do chủ yếu mà chính quyền xã Triệu Trạch đưa ra đó là việc chăn nuôi vịt đàn ở đây đã ít nhiều gây ra mùi hôi, không đảm bảo vệ sinh môi trường ở địa phương. Chủ nhà sau những biện pháp như cho đàn vịt ra phía sau bãi cát trồng rừng PAM, tối mới lùa vịt về ngủ để hạn chế mùi hôi, rồi mượn đất của láng giềng để đàn vịt có thêm diện tích ra xa khu dân cư, tránh gây ô nhiễm tiếng ồn, nhưng rồi vẫn đành phải bán đi đàn vịt cả ngàn con trong thời vụ chăn nuôi, vì không còn con đường nào khác khi phải chấp hành chỉ đạo ngừng hoạt động gia trại vịt của chính quyền xã Triệu Trạch. Cũng cần nói thêm là chưa hề có biên bản của cấp có thẩm quyền về ô nhiễm môi trường do gia trại này gây ra. Vậy, chính quyền xã có ý kiến như thế nào? Anh cần rất là tốt là có ý thức, những ý thức gì thì môi trường còn không bao giờ thật là bị tắc lành được. Trong đến đó, người dân yên tâm mà việc đơn là bị bán xã. Bây giờ việc đơn nữa là có là tổng nhất là anh Lê Nhân Hoa là có, chủ yếu là có cái phần nối. Nói trong ông Hương này, ông cũng chẳng người nữa. Thì ông là phải có lập kế hoạch để tiếp tục phát triển chăn nuôi, mà chăn nuôi là không được là ô nhiễm môi trường là cái thứ nhất, cả thứ hai là không được tiếng ồn, thì là phải có kế hoạch và lập đến là thôn đi đá để xin đi đá là đất đá và di dời trang trại đá. Việc nuôi vịt dừng hoạt động hơn 5 tháng nay là một thiệt hại lớn về kinh tế cho hộ ông Lê Văn Hương, chưa kể những ảnh hưởng bất lợi về tinh thần và tâm lý của gia đình. Khi mà chăn nuôi là nguồn thu nhập chính của gia đình, thì việc phải dừng lại nửa chừng là một khó khăn không nhỏ đối với những người nông dân gắn bó cả đời mình với sản xuất nông nghiệp. Qua cuộc họp ngày 16 tháng 3, anh Hoài là chủ tịch, là ép buộc phải di dời, mà tôi báo cáo là chứ không có đất thì di dời đi đâu. Thì có là anh nói đi tìm chất kiểm lâm và di dời, cho nên là nếu không di dời thì vi phạm pháp luật xử lý và tiếp cái công văn 06. Là ép buộc phải di dời, nếu không di dời phải xử lý theo pháp luật, cho nên buộc gia đình phải bán đàn vịt đẻ để khỏi vi phạm pháp luật. Trong lúc đó thì đang vào thời vụ sản xuất, con giống là cái thang là rất đông và gia đình cũng phải chấp nhận bán. Cái việc này nó kéo dài đấy, gây khó khăn cho gia đình rất là lớn ạ. Nó đã thiệt hại về kinh tế, còn ảnh hưởng đến muốn lao động trong nhà là không có việc làm. Cho nên nó ảnh hưởng rất là lớn đối với kinh tế của gia đình ạ. Nhìn cơ ngơi của nhà ông Lê Văn Hương cũng đủ biết là họ đã chăn nuôi một cách chuyên nghiệp từ nhiều năm nay, rất tâm huyết với nghề nuôi vịt. Từ việc tận dụng địa thế ở cuối làng, phía dưới ngọn gió Lào, giáp với cánh rừng, cho đến đầu tư chuồng trại, hàng rào, quy hoạch hồ nước, cũng như những phương tiện đắt tiền như máy phát điện, rồi lò ấp trứng khá hiện đại, tất cả đều nhằm phục vụ cho chăn nuôi tập trung với quy mô khá lớn, nay nửa chừng đứt gánh. Vậy địa phương đã có phương án chuyển đổi như thế nào đối với việc chăn nuôi vịt của hộ ông Lê Văn Hương? Đúng là người dân đã phải lập phương án chăn nuôi vùng nào phù hợp với mình để mình thể hiện cái địa phương cùng với họ dân đó bàn bạc để giải quyết. Em về là ủy ban xã giải quyết, thì ủy ban xã vì tôi chỉ đất ở sau ông mới chết đó, thì ông mới nói cho mình về ông ủy ban chỉ tôi chỉ chết trong đêm ủy ban. Cái này việc đó là việc của gia đình, nuôi ở nào thì gia đình phải có cái việc này.
sau đó viết chính thư thôi đến chính quyền thì chính quyền của tôi có can thiệp để giải quyết. Chắc còn bây giờ về cứ về ủy ban chỉ đất thì nó chỉ được. Tôi chỉ anh là em khi nào em mới chết thì em phải đưa nó ủy ban, vì ủy ban chỉ tôi đây tôi mới chết nó sáng quá. Chính quyền xã Triệu Trạch đã bố trí địa điểm di rời trang trại nuôi vịt ra ở ngoài đồng thuộc dự án Coi Ca, sát ngay trang trại nuôi lợn của ông Lê Văn Hưởng. Nhưng ông Hương cũng không dám nhận vì lo lắng dịch bệnh, và ông Hưởng cũng không yên tâm vì cho rằng chăn nuôi như thế là không an toàn, người chăn nuôi sẽ phải phiêu lưu mạo hiểm. Theo tôi thì góc đồ chăn nuôi thì trang trại ít lắm, phải hơn 50 mét đến 100 mét để mà lỡ dịch bệnh á. Có cái khoảng cách để ta xử lý, đến cấp xã của đấy nữa mà đang lỡ dịch bệnh ai chịu cho mà hơn nữa. Khi thế tôi làm thì cầu cá làm thì cập nhận cho tôi làm thì bữa nay ép thêm vô đón trai này thì quá khó khăn cho tôi. Mình nói cho làm một cái trang trại phải có cái đất mới diện nhé. Cho lỡ tôi trồng thêm cái nấm rau thì tôi vắt chất sinh vào cho heo nó ăn thêm, cho ăn chắc bột không ăn tốt. Tôi đã nói trong các cuộc họp, tôi đã nói bên Hoài và ủy ban, tôi nói sát trang trại là bên cái nước con heo là họ đã đào hố xuống sâu rồi, thải ra nước là nhiễm khuẩn E. coli mà con vịt đẻ mà thả ra mà bị trong nửa lần rút ngay nơi qua ngay khác, tháng qua tháng khác là dứt khoát sẽ bị bệnh, sẽ bị chết. Mà chưa chết là ai chịu, tôi chịu là mấy ông không có chịu không? Cho nên là tôi biết bao nhiêu lần tôi đã nói được. Mấy ông đi xem cả cái trang trại, có cái trang trại mà liên kê nhau mà về ông ép tôi rửa, mấy ông làm được thì tôi làm được, cho nên mấy ông chịu, mấy ông trả lời được. Chính quyền xã thì nói họ đã bố trí địa điểm để di dời, nhưng ông Hương không thực hiện. Còn phía ông Hương lại cho rằng địa điểm mới không an toàn nên sẽ không thể tiến hành di dời để lập trang trại nuôi vịt mới như mong muốn. Sự việc cứ rùng rằng như vậy và ông Hương cứ lên huyện xuống xã liên tục trong nhiều tháng nay. Nhưng bên này chỉ sang bên kia, rốt cuộc vẫn chưa có kết quả. Lẽ ra việc di dời trang trại chăn nuôi tuy là việc rất quan trọng của hộ gia đình, nhưng thông thường cũng không phải là việc lớn của địa phương, cũng sẽ có cách tháo gỡ hanh thông, nhưng lại kéo dài đến nỗi lãnh đạo tỉnh đã có ý kiến thì không còn là chuyện nhỏ nữa. Vào ngày 24 tháng 8 vừa qua, tỉnh ủy Quảng Trị đã có công văn chỉ đạo gửi Ủy ban Nhân dân huyện Triệu Phong, nội dung như sau, chúng tôi xin được trích nguyên văn. Ngày 21 tháng 8 năm 2018, Thường trực Tỉnh ủy nhận đơn của các ông bà Lê Văn Hương, Nguyễn Thị Nguyên, Lê Văn Đầu, Nguyễn Thị Yến thường trú ở Linh An, Triệu Trạch, Triệu Phong. Đơn đề ngày 20 tháng 8 năm 2018 có nội dung khiếu nại về việc di rời trang trại gây thiệt hại kinh tế cho gia đình. Thừa lệnh Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy chuyển đơn đến Ủy ban Nhân dân huyện Triệu Phong để kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật, trả lời cho công dân, báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy. Vấn đề còn lại là hộ ông Lê Văn Hương và chính quyền địa phương huyện Triệu Phong cần phải hợp tác trên tinh thần cầu thị, xây dựng, tôn trọng, luật pháp và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Cụ thể là đáp ứng đúng quy định và nguyện vọng làm ăn lương thiện của gia đình ông Lê Văn Hương, tránh kéo dài một cách không cần thiết, ảnh hưởng đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân, giải tỏa những bức xúc lẽ ra không đáng có, thể hiện một chính quyền biết lo lắng cho dân từ những việc cụ thể, thiết thực, cũng như việc người dân biết sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Dư luận vẫn chờ đợi vào một kết cục có hậu trong việc di rời trang trại nói trên ở xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong để người dân có thể an cư, lạc nghiệp. Chuyên mục mỗi tuần một chuyện kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.